Ả Rập Xê Út đang chơi những phút giây hay nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Vừa qua, Messi đã rơi nước mắt trước một trận thua không thể ngờ tới với một đội bóng được đánh giá thấp là Ả Rập Xê Út. Gây cú sốc quá là lớn và sút bay luôn nhà cửa xe cộ của biết bao nhiêu người hâm mộ. Còn đúng cái nịt thôi. Nhưng mà không sao, Messi vẫn có một chiến thắng huy hoàng trong cuộc đời của mình. Đó chính là cưới được một cô vợ như Antonella. Vừa giỏi giang nha, mà body cũng quá là xịn sò luôn. Chỉ thấy thì còn thèm mà. Cùng tìm hiểu xem bí quyết của cô nàng là gì nha. Thứ nhất, cô nàng rất chăm chỉ tập gym và đặc biệt còn rất là mê bộ môn boxing. Vì nó không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc hơn mà còn giúp tăng lượng máu và giảm nguy cơ bệnh tiểu đường nữa. Thứ hai, cô nàng không tuân thủ bất kỳ chế độ ăn kiêng cụ thể nào cả. Thay vào đó, cô xây dựng thực đơn cân bằng các chất dinh dưỡng như bánh mì đen, bí đỏ và các loại phô mai. Thứ ba, cô nàng luôn duy trì tinh thần lạc quan bằng cách nấu ăn cho gia đình, chơi với các con và hẹn hò đây đó với Messi. Cách này giúp cô nàng luôn giữ vững ý chí sau mỗi lần tập luyện cực khổ. Nhờ vậy mà bà mẹ ba con luôn giữ được vóc dáng đồng hồ cát vạn người mê đó chị em. Nghe nói là sau chiến thắng lịch sử trước Argentina, cả nước Ả Rập được nghỉ hẳn một ngày luôn. Wow. Mà Vi á là fan của Messi cho nên là cũng nghỉ một ngày không làm việc để ăn mừng ké. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Messi đã gửi lời cam kết đến các fan hâm mộ rồi. Mọi người hãy tin tưởng ở Messi nha.